mẹo để học tốt ngoại ngữ, và đặc biệt là ngoại ngữ tiếng Anh. Thứ nhất, hãy nghe nhạc. Nghe nhạc US, UK hoặc là bất cứ loại nhạc nào mà bạn cảm thấy yêu thích. Nhưng nếu như muốn học tiếng Anh tốt hơn thì hãy nghe nhạc tiếng Anh. Thứ hai, xem phim. Thông qua con đường xem phim, bạn sẽ cảm nhận được văn hóa của họ và cảm nhận được tông giọng, cũng cảm nhận được mọi thứ mà ngôn ngữ cần truyền đạt. Nhờ đó mà bạn học tiếng Anh giỏi hơn. Năm mẹo giúp bản thân tự tin. Thứ nhất, bạn phải có một cái mặt mộc. Thứ hai là bạn phải luôn yêu bản thân mình. Thứ ba là tập thể dục mỗi ngày, bởi vì tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và tự tin hơn. Thứ tư, học tập. Chỉ có tri thức mới có thể khiến bạn tự tin và tự tin hơn nữa. Và thứ năm, hãy luôn là chính bản thân mình thì bạn sẽ luôn luôn tự tin, đừng là ai khác. Còn với Lê Thụy thì ngày hôm nay mình đã chiến thắng cả hai thử thách. Không biết thì Lê Thụy có bí kíp gì, bí quyết gì để giúp cho mình chiến thắng một cách dễ dàng vậy không? Bí kíp hả? Có vẻ bí kíp của em là em rất là háo thắng. Cho nên là em mong là em sẽ làm mọi thứ là với tốc độ nhanh nhất có thể và có thể chiến thắng khách mời. Nhưng mà thực sự thì khách mời ngày hôm nay làm quá là tỉ mỉ và với một cái tốc độ cũng xem mọi người, cho nên là đây là một chiến thắng rất là xích sao. Và bí kíp của em thì đơn giản là nếu như mà mọi thứ có thể bỏ vừa trong vali thì chắc chắn là nó có thể, bởi vì khi mà tháo ra thì có khả năng cao là nó sẽ bị nhăn hết. Và khi mà đã bỏ đồ trong vali để mà di chuyển rồi thì tới khi mà mình tới khách sạn hoặc là tới những cái nơi mà mình cần phải tháo đồ ra thì mình sẽ treo lên, cho nên là em nghĩ là chỉ cần tiết kiệm diện tích tối đa. Dạ vâng. Vì hồi nãy chị thấy là trong cái phần thử thách ủi đồ á, thì em đã có một cái chiêu rất là hay, đó chính là không mở cái móc ra luôn để tiết kiệm thời gian hơn cho mình. Và chị Thúy Hạnh đã học ngay bí kíp đó, bên kia vừa liếc qua thấy là bên đây mình làm liền, đúng không chị? Đó. Em có thể chia sẻ thêm về bí kíp của mình không? Thì để cái móc lên sẽ tiết kiệm được thời gian. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái móc nó sẽ đổ về hai bên á. Cho nên là anh chị nào mà mình lo cái phần mà nó bị nhăn trên cái vai áo thì chắc chắn sẽ không nhăn đâu. Bởi vì khi mà lật cái móc qua bên trái thì mình sẽ ủi bên phải, lật qua bên phải thì mình sẽ ủi bên trái. Và ngoài ra thì khi mà ủi thì sẽ tuân theo gọi là chất liệu vải. Có nghĩa là nếu như mà áo sơ mi thì chất liệu cô tông thì các bạn phải gọi là dùng sức. Còn nếu như mà dạ vâng, còn áo thun ấy thì là chất liệu polyester, thì nó có một cái độ gọi là độ ni lông nhất định ở trong á, thì mình không thể nào dùng nhiệt độ cao quá, cho nên là ủi nó cũng rất là nhanh hơn so với áo sơ mi. Dạ vâng. Năm mẹo giúp bản thân tự tin. Thứ nhất, bạn phải có một cái mặt mộc. Thứ hai là bạn phải luôn yêu bản thân mình. Thứ ba là tập thể dục mỗi ngày, bởi vì tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và tự tin hơn. Thứ tư, học tập. Chỉ có tri thức mới có thể khiến bạn tự tin và tự tin hơn nữa. Và thứ năm, hãy luôn là chính bản thân mình thì bạn sẽ luôn luôn tự tin, đừng là ai khác. Các mẹo để học tốt ngoại ngữ và đặc biệt là ngoại ngữ tiếng Anh. Thứ nhất, hãy nghe nhạc. Nghe nhạc US, UK hoặc là bất cứ loại nhạc nào mà bạn cảm thấy yêu thích. Nhưng nếu như muốn học tiếng Anh tốt hơn thì hãy nghe nhạc tiếng Anh. Thứ hai, xem phim. Thông qua con đường xem phim, bạn sẽ cảm nhận được văn hóa của họ và cảm nhận được tông giọng, cũng cảm nhận được mọi thứ mà ngôn ngữ cần truyền đạt. Nhờ đó mà bạn học tiếng Anh giỏi hơn. Thứ ba là đọc truyện tranh. Đọc truyện tranh bạn có thể xem được biểu cảm nè, xem được chữ tiếng Anh. Và mặt chữ tiếng Anh rất là quan trọng để hỗ trợ cho kỹ năng viết. Thứ tư, tự nói với bản thân. Tự nói với bản thân nhiều vô. Nếu như bạn cần giao tiếp tiếng Anh thì hãy tự nói với bản thân. Nếu như có khả năng thêm thì bạn có thể nói chuyện với người khác. Nhưng nếu như mình hơi tự ti một xíu thì bạn có thể tự nói với bản thân mình cũng được, không sao cả. Và cuối cùng là tập giao tiếp nhiều vô. Nếu như bạn muốn giỏi giao tiếp hơn thì chỉ có một con đường duy nhất là bạn phải giao tiếp. Chúc bạn may mắn. Những cách bán hàng online ra nhiều đơn. Thứ nhất, sản phẩm độc lạ. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện tại quá là rộng lớn, quá là nhiều sản phẩm, cho nên bạn phải có sản phẩm cực kỳ độc lạ, cho nên là mới có thể gọi là thu hút được thị hiếu của người tiêu dùng. Thứ hai, giá tiền phải chăng. Giá tiền phải bình ổn so với thị trường, không quá thấp cũng không quá cao. Nếu như quá thấp thì sẽ khiến cho người tiêu dùng cảm thấy đây là một món hàng không nên mua, tại sao nó lại rẻ như vậy. Còn nếu như quá cao thì khiến cho bạn mất khách. Thứ ba, tư vấn tươi vui. Bạn có thể bán được sản phẩm, nhưng nếu nhân viên của bạn khiến cho khách hàng phật lòng thì chắc chắn bạn sẽ không bán được sản phẩm đó đâu, bởi vì họ sẽ không quay trở lại nữa. Nếu bị bơm hàng thì em vẫn sẽ luôn tươi vui, bởi vì đó là cái giá phải trả nếu như chúng ta bán hàng online.